Ok, xin chào các bạn đang theo dõi kênh Bạch Mã TV nhé. Mình là Dương Quyết và Xuân Trường đây, cùng đồng hành trên kênh Bạch Mã TV nhé. Thì hôm nay bên mình sẽ đấy, về được ba em ngựa bạch giống, bạch choai. Thì em này là có khách là lên đặt trực tiếp luôn. Thì hôm nay bên mình sẽ cho em này lên xe và giao trực tiếp cho khách Bắc Giang nhé, qua khách tỉnh Bắc Giang luôn. Thì đấy, anh em nào yêu quý kênh thì cứ lên chỗ trang trại bên em là trang trại ngựa Bạch Mã TV nhé. Thì bên em cung cấp đủ các loại giống nhé. Khi mà bên em mà không có giống đủ thì bên em chịu trách nhiệm là tìm cho các bạn là những cái con giống đẹp nhất nhé. Đấy, quay chi tiết video và đăng video và gửi video cho các bạn cụ thể cân nặng, chiều cao, kích thước, màu lông, đấy, khoang khoái có sạch sẽ không, rồi gửi cho các bạn luôn nhé. Đấy, thì chỉ cần các bạn xem video rồi ưng đấy, và trực tiếp xuống trang trại của mình xem ưng thì bắt đầu chốt đấy, chốt giá rồi bên mình chịu trách nhiệm là trở về tận nơi cho các bạn nhé. Đấy, ok. Thì bây giờ mình sẽ đưa em này lên xe nhé. Đấy, xuất bán cho khách đấy, tỉnh Bắc Giang. Thì anh em các bạn thì theo dõi quá trình mình đi giao ngựa cho khách nhé. Ok, các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Rồi, đẩy đằng sau đi. Đi. Đi, đi. Đi, đi, đi. Rồi ok các bạn nhé, mình vừa cho em này lên xe xong. Đấy, bây giờ anh em tôi sẽ tiến hành di chuyển em này xuống Bắc Giang nhé. Rồi ok, các bạn tiếp tục theo dõi quá trình mình giao ngựa nhé. Ok các bạn nhé, thì bên mình đã lên xe nhé. Bây giờ anh em tôi đang giao ngựa xuống Bắc Giang nhé. Thì quá trình đi nào, đến nhà khách như nào, anh em là nhu cầu nay mai có yêu cầu bắt ngựa con thì hãy liên hệ thẳng trực tiếp và qua kênh bên mình luôn nhé. Đấy, và anh em bán ngựa thì anh em nhu cầu cứ xuống đây bắt ngựa nhé. Anh em tôi chịu trách nhiệm và giao hoàn thành ngựa giống cho anh chị ở dưới đấy nhé. Rồi ok các bạn tiếp tục theo dõi video. Ngô lúa đổ qua một trận bão. Ok nhá, đây là quang cảnh đồng quê của gia đình chúng tôi nhé. Diều gió vi vu. Đấy, châu ơi. Đấy, đồng quê chúng tôi là rất nghèo, toàn lúa thôi. Em đến mấy, chuẩn bị đến mấy cây xà cừa đấy. Rẽ vào đường chỗ nhà bố vợ em à? À rồi rồi, ok anh. Đấy, ok các bạn nhé. Chuẩn bị đến nhà anh đấy nhé. Giờ anh em tôi là đang mua cái chạc nhá, lúc nãy đi quên cái chạc. Đây là khu Bắc Giang nhé. Đang có một chị đang bán hàng kìa. Về xem TikTok về tiếp hát à. Mua cái chạc các bạn nhé. Kìa, bạn đang mua chạc không kìa. Chỗ nào anh ơi? Đi chỗ này nào. À đấy, nhà đấy ạ. À vâng. Xem có chỗ nào lùi dễ cho anh Thuần nhá. Vâng, hiền lành. Nhưng mà sao nào lố số nhà với anh có một con đồng kia lo nhát nó mới về. Được cái. Cái. Anh cũng tìm sưu tầm cái rồi. Hả? Xem có chỗ nào nó cao cao xuống. Con này nó hiền, nó lành nhưng mà được cái nó lì. Thật. Chứ là làm nào xuống cái bây giờ nó lành thì xuống lại ông lại mở cửa cái con cái nó phỏ đấy. Mới về xong. Anh vừa dắt về xong mà nó nhát là mới bắt đầu nhàm. Thế để em lùi chỗ thấp thấp lại đi.
chắc con này hiền lắm anh ạ. Đây chào anh ơi. Chào anh Quân ơi. Mình có ngửi đâu mà sợ. Con này hiền lắm, sợ thoải mái. Thì đấy, lúc nào có điều kiện nhà thú đây. Anh lên đuổi em ấy. Lên đuổi đuổi em. Lắm lúc mình muốn thú bắt anh bắt cả lô về đi. Đuổi đuổi đi, đuổi cho Tư ơi. Vâng nhá, hôm nay tôi đến Bắc Giang đến gia chủ nhá. Đây quang cảnh gia chủ đây. À, chỗ lúc nãy là kia là chuồng ngựa nhá, sau đi ô tô kia nhá. Đấy, đây quang cảnh nhà chủ đây. À, anh em chúng tôi vào đây uống nước và đàm đạo câu chuyện. Đấy, cây mít đây. Mát chưa? Rồi ok các bạn nhá. Thì sau khi anh em tôi đã bàn giao ngựa cho một anh khách hay là ngựa giống cho ai ở dưới Bắc Giang, xong anh em tôi đếm tiền đủ, khách đã giao tiền đủ nhé, thì bên mình bắt đầu về nhé, trên đường về. Thì lúc đấy giao nó cũng chập chập tối rồi, anh em tôi không quay được cho các bạn xem. Thì anh em nào có nhu cầu mà ngựa bạch giống, ngựa bạch trai giống, ngựa cái giống và ngựa đực giống thì cứ liên hệ thẳng trực tiếp bên mình nhé, thẳng trực tiếp kênh Bạch Mã TV luôn. Thì mọi chi tiết liên hệ mình để dưới phần mô tả nhé. Thì anh em xem video ấy thì ấn vào cái mũi tên ấy thì kéo xuống dưới là sẽ có phần mô tả đầy đủ nhé. Đấy, nơi ở cứ đi theo Google Map là vào tận trang trại nhà mình luôn nhé. Thì ngoài cung cấp ngựa giống, ngựa thương phẩm và các loại ngựa cho các bạn thì bên mình còn cung cấp và bán những cái sản phẩm như cao xương ngựa bạch nguyên chất nhé, cao xương ngựa thường và phổi ngựa bạch ngâm mật ong nhé. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu phục vụ sức khỏe, hỗ trợ về thêm một cái sức khỏe cho bản thân và gia đình các bạn thì hãy cứ liên hệ thẳng trực tiếp bên Bạch Mã TV nhé. Bên em sẽ phục vụ và ship và giao tận nơi nhé, giá cả thì hợp lý nhất thị trường nhé. Thì giá cả sản phẩm thì mình để dưới phần mô tả video hết nhé, video nào cũng có. Các bạn cứ xem xong rồi ấn xuống dưới, kéo xuống dưới thì giá cả phổi ngựa bạch, ngựa mật ong này, mật ong này, mật ong rừng, mật ong nhãn này và cao ngựa bạch mình để hết dưới phần mô tả nhé. Thì cái video của mình hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Anh chị em nào yêu quý thì cho bên mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Mỗi khi bên mình về ngựa sẽ thông báo kịp thời cho các bạn để nắm bắt cái giá ngựa bên mình về và bắt cho nó nhanh và chuẩn nhất nhé. Ok, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nhé. Ok, xin chào.
trời rất tối, giờ vẫn là chuẩn bị về nhà. Đấy, anh điện trên đường phố